Từng ngày cứ thế trôi qua, dần dần tôi thấy cũng già. Người ta cứ nói ba hoa rằng tôi cuộc sống xa hoa. Đời người thì có may khi làm việc vất vả tận tụy, còn trẻ cứ cố bây giờ để về già đỡ lo sợ. Nhiều người cứ hỏi tôi stream đến bao giờ. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Xem Nhà Online Review Nhà Đất Chính Chủ Không Qua Trung Gian. Thì hôm nay Thắng sẽ giới thiệu cho các bạn một căn nhà rất là đẹp luôn. Nó một căn nhà tới 5 tầng, nằm ngay hẻm xe hơi đường Lê Văn Thọ ở quận Gò Vấp nha. Thì bây giờ Thắng không làm mất thời gian của mọi người, Thắng sẽ quay từng ngóc ngách bên trong căn nhà, đường trước nhà và lối vào, và sẽ úp sổ toàn bộ thông tin của chủ nhà và có cả số điện thoại của chủ nhà cho mọi người tiện liên lạc luôn nha. Thì bây giờ không mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta đi thôi. Hiện giờ trước mặt chúng ta đang là mặt tiền Lê Văn Thọ nha mọi người. Thì như mọi người đều biết là mặt tiền Lê Văn Thọ là một trong những mặt tiền lớn của quận Gò Vấp. Đó là thì trên đường này là có rất nhiều các tiện ích như là spa, trường học, đó, vân vân và rất nhiều nha. Thì đi qua đây á là chúng ta sẽ đi khoảng 50m nữa. Thì mọi người thấy cái mặt tiền đường lớn đó không? Đó là mặt tiền đường Quang Trung. Thì đường Quang Trung là cái mặt tiền đường lớn nhất ở quận Gò Vấp rồi. Đó. Còn hiện tại thì Thắng đang đứng ngay cái hẻm này là hẻm 25 Lê Đức Thọ nha, Lê Văn Thọ nha mọi người. Đó, hẻm 25. Thì bây giờ Thắng sẽ hướng dẫn cái đường vào cho mọi người. Thì như mọi người thấy không, là cái đường hẻm 25 đó là một trong những hẻm xe hơi lớn nhất ở đường Lê Văn Thọ. Mà hôm nay có căn nhà hôm nay chúng ta sẽ quay nè. Đường á thì là đường trải nhựa nâng cao. Mọi người thấy không, đường vừa đổ nhựa cách đây cũng khoảng chừng 2-3 tháng. Đó, cho nên là chúng ta sẽ hoàn toàn không sợ nước ngập nha. Thì đi khoảng chừng là 15-20m thôi là chúng ta sẽ thấy được cái căn nhà mà hôm nay chúng ta sẽ quay nè mọi người. Đó, đây là căn nhà hôm nay chúng ta sẽ quay. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay sẽ quay nè mọi người. Đó, cái nhà này nè. Thì cái nhà này có cái địa chỉ là 25-2 đường Lê Văn Thọ, phường 8 quận Gò Vấp nha. Thì như mọi người thấy là trước cửa nhà nè là rất là rộng rãi, là xe hơi đi được tới tận nơi luôn nha. Và chúng ta chỉ cách mặt tiền đâu đó là khoảng 15-20m thôi. Đó là mặt tiền Lê Văn Thọ đó mọi người. Và như mọi người thấy là xung quanh các mép nhà nè là chúng ta không hề thấy có rêu động, thì chứng tỏ rằng là khu này là không có ngập nước nha. Và đường là đường đổ nhựa. Đó, và đây là bên trong căn nhà. Thì bây giờ là mình sẽ đi vô bên trong căn nhà, mình quay hết toàn bộ khu vực bên trong căn nhà cho mọi người xem nha. Đây là cái khu vực bên trong căn nhà. Thì nhà có một cái diện tích đó, bề ngang là 4m, bề dài là 7m. Đó, và giá đang kêu á là 5.680 tỷ. Đó, còn đây là xung quanh bên trong căn nhà. Thì nhà là thiết kế là đổ la phong, là trần là cao khoảng 3m4, đổ la phong và tông chủ đạo là màu trắng. Ở giữa thì có là một cái đèn chùm rất là đẹp nha. Và bên trong nhà có treo một cái bức tranh rất là đẹp. Thì đây khu vực phòng khách, chủ nhà trang trí bằng cách là để bộ bàn ghế gỗ. Và chỗ bên đây là chúng ta để gắn tivi nè. Thì là tường là chủ đạo là kiểu mà ướp gạch lên khoảng chừng 1m2 đó nha mọi người. Đó, nhà là thuộc dạng không gian mở luôn nha. Cầu thang thì nằm chính giữa. Đây là cái khu vực mà dùng để làm bàn ăn đây. Đó, còn ngăn cách giữa phòng khách và bếp á là có một cái quầy giống như là quầy rượu vậy nè. Đó, giống như quầy rượu vậy đó. Đây là cái khu vực dưới bếp. Thì ở dưới bếp á là xây dạng theo chữ L. Đó, và nói chung là chủ nhà có chừa cả chỗ để mà làm cái máy hút mùi này nọ luôn nha mọi người. Đó, có tủ để chén dĩa đầy đủ hết luôn. Nói chung là các nội thất cơ bản có đủ hết. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ coi tiếp xuống dưới phần toilet nha. Đây là cái khu vực toilet. Đây khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cũng rất là rộng nha mọi người. Đây, đó. Đây là khu vực ở nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt. Thì bây giờ là Thắng sẽ đứng vô trong góc nhà, Thắng quay hết toàn bộ một vòng xung quanh nhà từ dưới bếp lên cho mọi người cùng coi nha. Đó, đây là toàn bộ khu vực xung quanh nhà và bếp, phòng khách, trước cửa nè. Rồi bây giờ Thắng sẽ đi lên tiếp lầu 1 cho mọi người cùng xem nha. Thì bây giờ là Thắng sẽ đi quay từ dưới cầu thang lên cho mọi người xem nha. Thì cầu thang là lót đá hoa cương và cái tay cầm đại diện là bằng gỗ nha mọi người. Thì ở ngay giữa cầu thang là chúng ta sẽ có một cái tủ dùng để đựng đồ nè. Mở cho mọi người coi. Đó là cái tủ đựng đồ. Đó, còn bây giờ là Thắng sẽ đi tiếp lên cầu thang để lên lầu 1 nha mọi người. Đây là khu vực lầu 1. Cầu thang mặc dù là nằm giữa nhà nhưng là nó cuốn cho tới cuối nhà luôn. Cho nên là trên đây chúng ta chỉ có một phòng ngủ, mà phòng ngủ rất là lớn nha. Đó, đây là khu vực phòng ngủ đó mọi người.
rất là lớn luôn. Thì phía bên tay phải chúng ta là sẽ gặp cái đầu tiên là cái toilet nha mọi người. Đây, toilet là cực kỳ rộng luôn. À, mình quên nói nhà này là nằm ở hướng chánh nam nha mọi người, là thuộc Đông Tứ Trạch nha. Hồi nãy mình quên nói cái vấn đề đó. Còn bây giờ là vô coi tiếp cái trong phòng còn lại nè. Nhà thì là cái phòng này là phòng có một phòng lớn ở ngay lầu 1 luôn. Tông chủ đạo là màu xanh và màu trắng. Đó, chúng ta có thể để được một cái giường, một cái bàn trang điểm. Ở đây chúng ta để tivi nè. Và ở trong góc phòng này có cả tủ quần áo. Chúng ta có thể để thêm một cái tủ lạnh nữa vẫn vừa nha mọi người. Và ở cuối nhà đó là chúng ta có thêm một cái cửa sổ để nhìn thông ra được cái mặt tiền cửa chính của chúng ta nè. Thắng sẽ đứng vô góc phòng, thắng quay hết một vòng xung quanh cho người coi nha. Đó, nói chung là nhà là gọi là tương đối đầy đủ luôn. Chúng ta chỉ việc mà dọn quần áo vô và ở thôi. Đó, rất là đầy đủ nha mọi người. Rồi đây là toàn bộ không gian của lầu 1. Mình sẽ đi lên lầu 2 mình quay cho mọi người cùng xem nha. Bây giờ là Thắng đang đi lên tiếp lầu 2 nè mọi người. Đó, Thắng đang lên tiếp lầu 2. Thì như mình thấy là lầu 2 thiết kế khá giống lầu 1, nhưng mà là thay đổi hoàn toàn màu sắc luôn nha. Ở dưới lầu 1 là chúng ta sẽ thấy là tông chủ đạo là màu xanh và màu trắng. Thì trên đây là màu hồng và màu trắng nha mọi người. Đó, còn đây là phía bên phải cũng có toilet nè, giống y chang dưới lầu 1 luôn. Đó. Còn đây là ở lầu 2 thì chúng ta sẽ thấy là tông chủ đạo là màu xanh, phải là màu trắng và màu hồng nha. Cũng có tủ nhưng mà hình như mình thấy cái tủ thiết kế hơi khác ở dưới. Hồi nãy là mình cũng quên mở tủ ra cho mọi người xem nha. Đó. Nhà thì hình như là thiết kế chủ đạo bằng gỗ hết đó mọi người. Mình thấy cũng toàn bộ bằng gỗ và sàn cũng là sàn gỗ luôn nha. Nè, sàn là sàn gỗ luôn nha mọi người. Đó. Thiết kế không có gì khác hết nên chắc là mình sẽ đi thẳng lên lầu 3 mình coi luôn nha mọi người. Giờ Thắng sẽ đi lên lầu 3 quay cho mọi người coi luôn. Đây. Giờ mình đi thẳng lầu 3 luôn nha. Hồi nãy quên quay cho mọi người là ở giữa các lầu á là có một cái cửa sổ nhỏ là để lấy ánh sáng nha mọi người. Nhà này là tới 3 lầu một sân thượng nha, là tổng cộng là khoảng 4 tầng, 5 tầng chứ. Đó. Thì trên đây tức là nhà này là mỗi lầu là thiết kế một màu khác nhau nha mọi người. Đó, một màu khác nhau. Đây. Còn căn bản là trong phòng là thiết kế nhìn rất là giống nhau nhưng mà kiểu rất là nhìn rất là sang trọng nha mọi người. Màu sắc rất là đẹp luôn và hài hòa. Và chỉ có riêng cái tủ là thiết kế khác thôi. Cái tủ lầu 2 là chúng ta thấy là cái tủ mà rổ không mà. Còn tủ này là tủ cửa lùa. Đây nha. Đó, đây là lầu 3. Đây là cái view mà ra. Bây giờ là mình sẽ đi lên tiếp cái khu vực sân thượng nha mọi người. Đó, đây là khu vực sân thượng. Chà. Cái này là nó thiết kế khác biệt tí xíu nha mọi người. Trên sân thượng á, thay vì đa số là người ta làm cái chỗ này là một chỗ mà gọi là cái kho đó, nhưng mà trên đây là chủ nhà tận dụng là một phòng luôn nha. Phòng không gian rất là thoáng luôn. Đây, ở đây là thiết kế rất là đẹp nha mọi người. Đó, tông chủ đạo là màu nâu. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ở bên ngoài mình quay cho mọi người coi nha. Đây là cái khu vực sân thượng nè. Đó, rất là rộng luôn. Nếu mà bạn cho thuê phòng thì cái phòng trên đây chắc phải rất mắc, tại vì là có nguyên cái ban công rất là lớn mà. Đó, đây là cái view của chúng ta ra phóng ra xa nè mọi người. Đó. Ngay đó là mặt tiền Lê Văn Thọ đó mọi người. Đó. Đây là cái view của toàn cảnh nhà chúng ta nè. Thì vừa rồi á là Thắng đã dẫn các bạn đi tham quan hết toàn bộ ngôi nhà rồi nha. Có quay đường trước nhà, đường bên trong và hướng dẫn đường vào cho mọi người luôn. Thì nhà có một cái diện tích bề ngang là 4, bề dài là 7. Đó, kết cấu là 3 lầu và một sân thượng. Đó, nhà là hướng về là hướng chánh nam nha, hướng chánh nam là hướng Đông Tứ Trạch. Thì nhà mỗi lầu là có thiết kế một phòng. Thì kết cấu khá là giống nhau, nhưng mỗi phòng là màu sắc nó khác nhau hoàn toàn nha. Còn ở trên sân thượng á thì là thiết kế dạng là một phòng mở luôn đó, nên nếu mà nhà chúng ta để ở hoặc để cho thuê cũng rất là tiện nha. Thì cái giá đang kêu á là 5.680.000 và cái giá này vẫn còn thương lượng nha. Thì một trong hai bên á, Thắng sẽ up cái hình sổ lên cho mọi người xem đó. Và ở trên đây là Thắng có để cái số điện thoại của chủ nhà, đó là anh Quân, thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với anh ấy thôi. Thì video xin phép kết thúc tại đây. Nếu như mọi người cảm thấy hay cho mình xin một like, một share và một subscribe để mình có động lực mình sẽ review thêm thật nhiều căn nữa cho mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video sau. Bye bye mọi người.